trở lại khám phá Măng Đen trong 4 ngày 3 đêm. Đây là lần thứ 3 và mình có những trải nghiệm mới, khám phá thêm các điểm độc lạ và chưa có nhiều người biết đến. Nhờ đi cùng với bạn mình cũng coi là thổ địa Măng Đen nên mình đã có trải nghiệm trọn vẹn hơn rất nhiều. Đợt này mình đi theo nhóm nha, tổng chi phí cho một người trong khoảng 4 ngày là tầm 4,5 triệu. Từ khi du lịch Măng Đen nổi lên cho đến tận bây giờ, có nhiều người vẫn đang mang một cái tâm thế so sánh Măng Đen với Đà Lạt và chê là nơi này quá buồn tẻ, không có gì để du lịch. Còn với riêng mình thì đã quay lại Măng Đen tới lần thứ 3 rồi đó mọi người. Và mỗi lần đi là mình có một trải nghiệm khác nhau, không có trùng cái nào hết trơn á. Từ sau chuyến đi Quy Nhơn thì mình gặp lại Hoàng ở Măng Đen. Ông thần này không chỉ làm tour ở Bình Định mà còn xuyên Việt và có cả Măng Đen nữa. Cho nên sau chuyến đi thì tụi mình đã quyết định là collab để làm tour cho mọi người đi cùng nè. Để mình sơ lược lại cho mọi người chuyến đi của mình. Đầu tiên á, tổng chi phí của mình sẽ là 4,5 triệu nha. Về di chuyển, chiều đi mình chọn đi xe limousine giường nằm. Cái cabin này thì có thể nằm được 2 người nha, chia ra là mỗi người 400. Thông tin một số nhà xe mình sẽ nốt trên màn hình ha. 8-9 giờ tối mình đi là khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau tới nơi. Còn chiều về thì mình chọn đi máy bay từ Pleiku về lại Sài Gòn. Giá vé xấp xỉ 1,2 triệu cho một người. Ở Măng Đen thì tụi mình chọn thuê xe máy trong 3 ngày là 130 cành cho một chiếc. Và chỗ tụi mình thuê là Backpacker House. Chỗ này rất là tiện nha, có phòng dorm, nếu mà các bạn tới sớm có thể nghỉ lại đây. Vệ sinh cá nhân, gửi đồ và lấy xe. Cho bạn nào chưa biết thì Măng Đen thuộc huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Nhờ vậy mà Măng Đen sở hữu khí hậu lạnh quanh năm. Thời tiết ở đây thì hơi khó dự đoán mà kể cả local cũng bó tay, cho nên là cái bữa mình đi á, lúc mưa lúc nắng hên xui lắm. Trong chuyến đi lần này, ngoài các điểm quen thuộc tại Măng Đen như là nhà thờ, thác Ba Sĩ, chùa Khánh Lâm, làng Con Tu Rằng, thì đợt này mình enjoy nhiều hơn với thiên nhiên và văn hóa của người Sơ Đăng, Mơ Năm bản địa. Nhiều điểm nhấn của ngày đầu là tụi mình được trekking thác khỉ, thác đá đĩa và chèo súp khám phá rừng chết độc lạ theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Chỗ này là một địa điểm tham quan mới nha, khá là ít người biết, nằm cách trung tâm khoảng 25 km, và để vào được đây thì các bạn phải đi thuyền nữa. Đến buổi trưa tụi mình dùng bữa cũng ngay tại một cái view triệu đô. Ngày thứ hai thì nhóm mình ghé qua Farmer Garden nè, đường chữ S, làng Con Pring và làng Con Tuma. Những địa điểm này nếu mọi người mò thì cũng có thể tự đi được nha, nhưng mà nó rất là mất thời gian. Đường ở Măng Đen không quá xấu nhưng mà có những đoạn đang làm thì cũng hơi khó đi. Nhưng mà đổi lại thì mình rất là thích những ngôi làng của người Sơ Đăng và người Mơ Năm ở đây. Nhờ đi cùng nhau mà tụi mình được nghe kể những câu chuyện rất là hay về văn hóa của người Sơ Đăng. Ví dụ như những kho thóc giữa rừng này nè, nhìn đơn giản nhưng mà đằng sau đó là một câu chuyện rất là hay. Và đợt trước thì mình cũng có xem nhiều video về chợ phiên của Măng Đen. Và đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm á, cũng thấy rất là vui và thú vị. Nếu mà đến Măng Đen thì mọi người nên thử nha. Còn ngày 3 với ngày 4 thì tụi mình loanh quanh Măng Đen với các điểm check-in quen thuộc của thị trấn, cũng như là trở về cội nguồn farm để dành thời gian chill giữa rừng. Ở đây nếu mà đi đông á, thì các bạn có thể rủ nhau nấu cơm, câu cá hoặc là chè súp. Và trong 3 đêm thì mình ở hai chỗ khác nhau. Hai đêm đầu tại vườn hoa Măng Đen Village. Chỗ này có dạng phòng bungalow riêng biệt cho những ai cần sự riêng tư. Mình may mắn chọn được cái phòng bungalow Cloud View này nè. Buổi sáng á, tùy nhân phẩm có thể săn mây trước cửa phòng luôn. Giá thuê một đêm cho hai người một phòng là 565 cành thôi. Và các hạng phòng khác như là dorm, phòng lớn gia đình thì từ 100 cho tới 850 nha. Còn đêm cuối thì tụi mình được rủ qua bên cội nguồn Farm Clam ở thử. Ở đây thì có phòng đơn view suối, chỉ có giá là 290 cành cho một đêm thôi. Ngoài ra thì còn có đầy đủ các loại khác như là dorm, hoặc là ở lều, hoặc là ở phòng riêng á, tầm 100 cho tới 490. Ở cội nguồn thì theo cảm nhận của mình nó sẽ hơi kén khách, nhưng mà cực kỳ hợp với những ai mà thích rừng núi nè, muốn hòa mình với thiên nhiên, vì vị trí này thì nằm giữa rừng và kế bên là suối chảy tự nhiên cũng rất là hữu tình. Dĩ nhiên là cũng không có wifi luôn nha. Kết thúc 4 ngày 3 đêm mà thậm chí là còn nhiều nơi mình chưa kịp đi nữa. Hẹn mọi người clip sau sẽ có chi tiết lịch trình cụ thể nha.